Đội tuyển Iraq đã bắt đầu hành trình vòng loại World Cup 2026 bằng một chiến thắng ấn tượng 5-1 trước đối thủ Indonesia. Màn trình diễn xuất sắc của các cầu thủ Iraq đánh dấu bước khởi đầu thuận lợi với việc tận dụng hiệu quả các cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, bàn thua ở cuối hiệp 1 cũng cho thấy những điểm yếu cần khắc phục trong hàng phòng ngự. Theo Razak Farhan, cựu danh thủ Iraq, chiến thắng này không chỉ làm hài lòng người hâm mộ mà còn tăng cường hiệu số bàn thắng bại quan trọng cho việc tiến xa hơn trong vòng loại. Ông nhấn mạnh rằng đội cần phân tích và cải thiện hàng phòng ngự để đối mặt với những thách thức sắp tới. Hy vọng lớn của người hâm mộ là thấy Iraq giành vé tham dự World Cup và trở lại là ứng viên cho chức vô địch Asian Cup. Đội tuyển được hỗ trợ tối đa từ liên đoàn với lực lượng chất lượng và ban huấn luyện giàu kinh nghiệm. Huấn luyện viên Baha Kazem chia sẻ quan điểm với Razak Farhan, khen ngợi hàng tiền vệ và tiền đạo nhưng cũng chỉ ra sai số trong hàng thủ. Ông đặc biệt lưu ý đến trận đấu sắp tới với đội tuyển Việt Nam, khuyên đội tuyển Iraq hãy tập trung vào cuộc đọ sức này sau chiến thắng trước Philippines của Việt Nam.